không chừng là cái công việc 70 đến 80 anh ra luôn không là một người đã sinh ra và được chứng chỉ được từ ngày 6 tháng 1 năm 2021 từ ngày thống nhất nước được chứng chỉ hiểu cái chiến sĩ đang tiếp tục được tung tăng lên còn nhân viên phải để xem còn chi cái tất cả những sự liên quan đến không ạ. Sau khi đã tính của xin không không muốn xem sau khi anh đã có thể nó chống bốn phía anh ạ tức là cái cam chỉ trông được cửa luôn. Trong trường bây giờ em rừng ở đây đang rừng để anh nghe là sao là bảo không xin chúng chưa cái này chưa hề làm tất cả cái này thì còn những cái tất cả liên quan đến bít mặt theo đồ án quy hoạch của trường 25/2 thành phố Uông Bí có diện tích sử dụng 1,2 hecta tổng vốn đầu tư 37 tỷ đồng do ngành than hỗ trợ công trình sẽ được hoàn thiện trong tháng 6 năm 2018.